Xin thưa bà con, hiện tại bà mẹ cậu đang đứng đây, người ta gọi đây là ngã 6 Cộng Hòa hả bà con? Con đường kia Lý Thái Tổ nè, Hùng Vương nè, công viên Âu Lạc nè, đường này đường Trần Phú, xưa Nguyễn Hoàng nè, bên đây là đường Nguyễn Văn Cừ nè, có trường Lê Hồng Phong nè, Bê Xích Ký, bên kia là doanh trại. Đường Nguyễn Văn Cừ này xưa là đường Cộng Hòa, cho nên đây người ta gọi là ngã 6 Cộng Hòa. Rồi giờ mời bà con các bác lên xe ha, để cùng với ba mẹ cậu đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Thưa, ngay đây có cái tượng đài quốc cảnh sát quốc gia nè, và bên đây là một cái cổng của tổng nhà cảnh sát. Đường này đường Phạm Viết Chánh nè, khu này là nổi tiếng là khu bán thịt rừng trước năm 75 luôn. Hồi đó có bán mấy con treo nữa. Bên đây đó là công viên Phong Châu. Hồi đó đây có đường ray xe lửa. Đây có ngân hàng Agribank nè. Này, đâu ôi chi nhánh 1 nằm đây hết ta. Ôi, lần đầu tiên mà mấy con mới biết là đây là cái chi nhánh một của ngân hàng Agribank. Tại vì trong thành phố này có nhiều chi nhánh lắm, phân ra là từ 1 rồi đến 10 luôn á. Thì chi nhánh 1 nằm đó. Đây là trường tiểu học Phan Văn Trị nè, hồi xưa là Hoàng Thụy Năm. Nơi đây là cái thành Ô Ma nha bà con, cái khu vực này là khu vực thành Ô Ma nè. Mà thành Ô Ma bà con có bác biết mà, hồi xưa là nơi của quỹ hội quốc tế đó à, hồi xưa quỹ hội quốc tế nằm ở đây, và ông Hoàng Thụy Năm này là hình như là ổng là đại diện Việt Nam Cộng Hòa trong quỹ hội quốc tế. Cái chết của ổng bây giờ vẫn còn bí ẩn nhiều lắm nha bà con. Đây là nhà thuốc Lâm Châu. Trời ơi, con đường này ghê hả? Đấy, hồi xưa cái cổng thành Ô Ma nằm đây nè bà con. À, bên đây phải mà mày gọi đây, hồi xưa là cổng thành Ô Ma. Bây giờ bộ đội biên phòng là dạng gì, là bộ đội mà canh gác biên giới nha bà con. Biên phòng, biên là biên giới, phòng là phòng vệ, phòng hộ hay là phòng gì đó, là canh phòng biên giới đó. Soi bụi sương nè. Đây, Agribank nữa nè. Cái này chỉ là phòng giao dịch thôi. À, cái này phòng giao dịch. Phòng giao dịch thì nó nằm ở dưới chi nhánh. À, mỗi chi nhánh thì có nhiều phòng giao dịch. Mà phòng giao dịch hồi xưa là phân chia khu vực bà con. Bây giờ ba mẹ cậu thấy là mỗi chi nhánh bây giờ muốn mở phòng giao dịch đâu là cứ mở rồi. Đây là đường Lương Hữu Khánh nè.
nãy giờ đi qua ngân hàng nhiều để ba mẹ cô nói cho bà con bác nghe. Đây là Hưng Thịnh nè. Ồ, con đường này là đường làm dấu mộc nè. Đây là các dấu mộc. Hồi xưa ở cái đây không có, con đường trường kích đoàn này, trường Phan Văn Minh nè. Hồi xưa các dấu mộc này là nó nằm ở trên đường Phạm Hồng Thái bà con. Giờ về về đây. À để nói vụ ngân hàng. Xin thưa bà con bác, hôm nay lãi suất ngân hàng là giảm nữa bà con. À, giảm xuống còn ở 1.7 à. Thì tỷ lệ của các ngân hàng lớn á ở Việt Nam mà như vậy thì các ngân hàng thương mại ở ngoài không phải của nhà nước á, nó sẽ giảm theo. Mà ba mẹ cậu thấy là như là nghe nhắm chừng đâu đó là giờ lãi suất mà gửi một năm chỉ còn có 4.7% mà bà con. À, một năm còn có 4.7% thôi. Bên đây là rạp Khải Hoàn. Đây là một cái tỷ số mà ngân hàng nó giảm ghê quá bà con. À, nhưng mà do bây giờ người dân á, người ta có tiền ngàn rỗi người ta vẫn gửi vô ngân hàng. Tại vì bây giờ làm thời buổi giờ cầm tiền giờ nguy hiểm quá. Bà con có biết không? Bây giờ kinh doanh đầu tư cái gì cũng nguy hiểm quá. Cho nên người dân bây giờ người ta không dám đầu tư. Mà tại sao mà lại cứ gửi vô ngân hàng dù lãi suất nó giảm. Ở đây là chợ Thái Bình nè. À, đơn giản là tại vì nó giảm đi nữa nhưng mà nó vẫn còn có lãi. Thì cái mức lãi tối thiểu đó nó vẫn là cái hơn cái phần trượt giá nha bà con. Hơn cái phần trượt giá đồng tiền. À, nó vẫn hơn được cái trượt giá đồng tiền. Còn hơn là bà con cô bác cầm cái đống tiền mặt đó rồi mà bà con cô bác lại bị mất giá. Ừ, nó cũng bù lại được, nó giữ được cái bảo đảm được cái đồng tiền cho nên cứ gửi ngân hàng thôi. Giờ đó thì dân ào ào đổ vô mua vàng mà bây giờ vàng thấy cũng ghê quá. À, thì lãi suất giảm thì nó có nhiều cái lợi và nó cũng có nhiều cái hại lắm nha bà con. Cái hại là gì? Người dân gửi tiền vô không có lời nhiều, đồng tiền nó trở thành đồng tiền chết, nó chỉ bảo toàn được cái giá trị của nó thôi chứ nó không có mang yếu tố là coi như là sinh lời đầu tư. Bà con có bác nhớ cái thời điểm mà coi như là tiền gửi ngân hàng mà lên gần 10-20% không? Không nhớ năm nào nhưng mà ba mẹ còn nhớ có năm đó đó. Bên phải là trường Chu Văn An nè, hồi xưa là trường Hưng Đạo, phố Tây Bùi Viện nè. Khung giờ vàng. Hình như ba mấy cậu theo dõi như là tháng 12 giờ rồi nè. Hôm nay tháng 1 phải không? Tháng vừa rồi là coi như là tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam kìm xuống còn có 3,58% thôi nha bà con. À, tức có nghĩa là lợi gửi 4,7% vẫn còn lời. À, rồi cái lợi thứ hai nữa là xin thưa bà con cô bác á, là nó sẽ tập trung vào cái vấn đề sản xuất. Những cái công ty nào mà đang kẹt vốn, thiếu vốn á, thì với cái lãi suất thì biên độ là khoảng 3.5. Thì như vậy là lãi suất vay là còn khoảng là 8.9 chấm. À, thì cái mới mức độ đó thì người dân người ta có thể người ta vay để người ta đầu tư sản xuất kinh doanh. Rồi cái người dân mà thiết thực nhất là người ta vay mua nhà. Nhưng mà đầu tư sản xuất kinh doanh thì nó được bà con, tại vì cái đồng vốn nó quay ra quay vô nó không hồi lẹ lắm. Chứ còn mua nhà thì bây giờ người dân người ta cũng sợ lắm bà con. À, sợ, bà con có biết sợ gì không? Sợ lắm. Sợ cái lãi suất hạ nổi của ngân hàng. Nó khác ở nước ngoài nhiều lắm. Xin thưa bà con cô bác, ở nước ngoài khi mà bà con cô bác vay mà mua nhà cố định được một cái chỗ ha, là vĩnh viễn luôn. Lãi suất của bà con cô bác nó cố định luôn cho đến khi mà bà con cô bác hoàn thành xong luôn. À, nó chốt luôn đó bà con. À, giả sử bà mày cầu vay 5% hay là 8% mua nhà đi là nó giữ lãi suất ổn định luôn. Dù bà con cô bác có vay 20 năm, 30 năm gì đó, kệ bà con, không quan trọng.
Nhưng mà Việt Nam mình không có lãi suất đó bà con. Lãi suất đó nó được có khoảng 6 tháng hoặc 1 năm, hoặc là cùng lắm là 2 năm mà. Chứ còn mấy chục năm là không có cái chuyện đó à, nó không có ổn định chỗ đó. Cho nên người dân người ta vay người ta cũng sợ lắm. Bây giờ khả năng kê khai người ta ok, người ta đủ sức để người ta vay à, nhưng mà xã hội nó bất an quá. Ví dụ hôm nay đi làm kiếm được tiền, rồi ngày mai nó đuổi việc lấy gì đâu mà trả. Lãi suất hôm nay nó vậy, 2-3 năm sau nó tăng cái vèo lên mười mấy 20% cái tiền đâu mà trả cho nổi. Có nhiều trường hợp lắm nha bà con, người dân người ta phải bán nhà luôn đó. Nhất là ba mấy cầu đọc báo ngoài Hà Nội đó à, có một người làm ở trong nhà nước luôn á, rồi hai vợ chồng làm lương tháng đó, tính toán lên hết rồi, rồi vay mượn rồi đi mua nhà, thấy cái mức lương trả cũng đủ được cỡ 2 năm rồi bà con. Bắt đầu đến năm thứ ba bắt đầu lãi suất nó nhảy đồng đồng lên cái, rồi thêm cái người vợ bị sa thải nữa, rồi xong bây giờ phải rao bản bán nhà, rồi xong tiếp tục đi ở thuê. À, cái cuộc sống như vậy nó bất an lắm rồi con. Và người dân người ta cũng không dám đi vay nữa à, vay xong rồi bán ra lỗ rồi cũng phải đi thuê. Cho nên ba mấy cò mong là làm sao mà chính sách nhà nước mình làm sao mà cho nó ổn định cái tình hình kinh tế ấy, để người dân người ta có thể yên tâm và hoạch định mua nhà được. Ờ, cái lãi suất như đó nó dán làm sao cố định đi đó, là tự động nếu mà giảm lãi cái là người dân Sài Gòn có nhà liền à đó. Chứ còn giờ nói thật chứ lãi suất kiểu này bản thân ba mẹ cậu cũng không dám đi vay nữa. Làm sao dám đi vay, xin thưa bà con cô bác làm lương YouTube này ba cọc ba đồng vui vui câu view giật view chúng nó chửi thì mình có tiền vài ba đồng tiền, còn không giật view câu view làm gì đam mê thì lại không có đồng nào đó, đam mê không có tiền nha bà con đó, ba mẹ cậu nói thật á. Mà đặc biệt á, mà làm cho người dân ở trong nước coi á, lại càng không có tiền nữa. Bởi vì sao? Người dân trong nước mình á, là không có thói quen coi quảng cáo à, bà con của bác ba mấy cậu nói nè, bây giờ nè, trên cái kênh của ba mấy cậu con có bao nhiêu người nè vừa thấy quảng cáo hiện ra cái canh đúng 6 giây bấm bộ qua à, ba mấy cậu hỏi thiệt á, các cô bác trên đây đó, mà có ba cứ canh 6 giây bỏ qua thì thực ra YouTuber không có một đồng nào từ cái lượt câu của các bà con các bác hết đó. Ba mấy cậu nó thật luôn á, cho nên đó là lý do thật ra không phải là ở Việt Nam làm ít hơn ở Mỹ nha bà con. Quảng cáo không có cái có đó, nó cũng có nhưng mà thật ra là do thói quen. Ở Mỹ người ta coi trên TV cho nên quảng cáo có tới kệ bà, nó coi giống như cái kệ đó không có bỏ qua, tại cầm cái remote TV bấm bỏ qua nó còn mệt hơn nữa, thôi coi luôn cho rồi. Nhưng mà ở Việt Nam mình nó đa phần là xem trên điện thoại. Thứ nhất xem điện thoại là xem nhiều không được nha bà con à, không có, họ không có rảnh đâu, họ ngồi xem nhiều điện thoại nóng máy mệt mỏi tai. Cái thứ hai nữa âm thanh cho điện thoại nó nhỏ xíu à. Cho nên họ coi cái khoảng 2-3 phút à, hoặc coi cái kiểu lướt. Đó là một phần ở Việt Nam, cũng là nguyên nhân mà làm cho các YouTuber không có tiền. Rồi nguyên nhân thứ hai nữa, coi trên điện thoại quảng cáo hiện ra xong nó hiện lên cái phần bấm bỏ qua, rồi trên điện thoại mà đưa tay vô bấm cái èo xong lẻ bụp thôi xong rồi, vậy là thôi không có đồng nào luôn đó. Nguyên nhân mà tại sao mà người ta cứ nói những người xem ở Việt Nam coi sẽ không nhiều bằng xem ở Mỹ hay ở nước ngoài đó, nó nằm ở chỗ đó đó, chứ không phải là không. Chứ thật sự mà nếu mà người dân trong nước này mà xem trên cái TV mà không và xem luôn quảng cáo thì xin thưa bà con bác, cái doanh thu quảng cáo nó cũng bằng ở bên Mỹ, cũng ngang ngửa trong giỡn thôi. Tại sao mà ba mấy người nói là bằng với bên Mỹ? Xin thưa bà con bác, người làm phim cho người Việt coi, người Việt chiếm áp đảo lắm bà con đó. Ba mấy người nói thật, hiện tại giờ giống như kênh của ba mấy người nè, người Mỹ coi có 2.000 người coi à. À, nhưng mà xin thưa bà con bác, người Việt là lên tới gần cả 100.000 người coi đó, cái số lượng đó nó áp đảo nhiều lắm. Cho nên nếu mà những người đó mà coi mà đừng bấm bỏ qua 5 giây quảng cáo, ba mới còn nó thật chứ tiền nhiều hơn bên Mỹ nhiều. Nhưng mà khó lắm, cái thói quen như vậy rồi, người Việt Nam mình vậy á. Cho nên view nhiều mà tiền không có nhiều là nó nằm ở chỗ đó đó, chứ không phải là quảng cáo nó thiên vị. Có quảng cáo hết, ở Việt Nam này cũng có quảng cáo đó, nhưng mà có ai xem đâu mà có tiền.
mà làm cái nghề vậy bức bênh vô đó, ông nội ai dám đi vay tiền mua nhà. Đó, sống xã hội đó, nó rồi lãi suất mà tăng cao nữa, mua nhà xong cái cắn lưỡi quá. Đúng. Ba mẹ gò với hy vọng rằng để cho dân nghèo ở Sài Gòn này mà có nhà có cửa, chỉ có nước là ổn định lãi suất, hoặc là ngân hàng nên có một cái chính sách gì đó, có nghĩa là cố định lãi suất luôn cho người dân, họ chấp nhận được cái lãi suất đó hay không. À, ví dụ đi 9% hay 10% cố định luôn đi. À, cho người dân người ta dễ, dễ tính cái bài toán của người ta. Người ta biết rằng người ta mua cái căn nhà đó rồi như vậy đó, sau bao nhiêu năm đó nó như vậy đó, ok, người ta ổn định được cái cuộc sống của người ta. Nhưng mà khó, ai làm gì cũng có vì cái lợi nhuận á. Giờ làm vậy thì lợi nhuận cho người dân, nhưng mà ai lợi nhuận cho ngân hàng? Tôi làm ra, người ta làm công ty, người ta đâu phải là nhà từ thiện đâu bà con. À, cho nên cái chính sách này người dân Việt Nam bây giờ cũng chưa dám mua nhà đâu. Thật, ba mẹ còn nói thật, chưa dám mua nhà. Con đường này đường Gia Long nè. Đây có áo dài mình qua. Mệt quá. Rồi đau lưng quá. Ở đây là góc ngã tư đường Nguyễn Trung Trực với đường Lý Tự Trọng. Đây là trường, à quên, thư viện. Ủa, thư viện bây giờ có chỗ gửi xe hả ta? Trạm xe buýt bây giờ cũng làm lại luôn nè bà con. Ba mày còn thấy giờ mấy cái bạn trẻ làm hướng dẫn viên du lịch đó bà con, à, ngồi đứng nói chuyện với người nước ngoài á, họ có những cái tour lẻ hay ghê á, đi nói về những cái lịch sử. Bên tay phải này là Bộ Quốc phòng nè, năm xưa. Bên trái đối diện qua là nhà động viên. Chắc giao hàng quá. Và mấy cô có đặt thấy hàng ở trên mạng. Dạo này hàng trên mạng dễ lắm bà con. Chắc kiếm chỗ nào đó dừng lại để
để trả tiền, gửi kêu gửi vô cho bảo vệ, rồi sau đó cái ba mẹ còn nhận. Bên đây hồi xưa là trại hiến binh rồi bà con, hiến binh quân cảnh từ Pháp á, hồi xưa ở đây là trại hiến binh. Đây là thư viện đầu tiên nè, thư viện quốc gia đầu tiên. Và bên phải này là sở công thương này, xưa dinh thượng thư. Bên đây phải này xưa là bộ giáo dục, đối diện bên đây hồi xưa là nhà của cái tòa nhà của gì mà của bên đại sứ quán, nhân viên là đại sứ quán Mỹ ở trường Trần Đại Nghĩa hồi xưa. Ôi ôi chết mẹ hả bà con, quá ha, đi quay phim vậy đó chứ nguy hiểm lắm. Ba mẹ còn đi quay phim chứ nhiều khi bị té xe hoài. Mình chỉ cần mình sơ ý một chút xíu thôi là cái accident nó xảy ra bất cứ lúc nào. À, mém nữa ba mày còn bị té xe đây. Do cũng là lỗi của mình sơ ý. Ba mày còn quay qua, ba mày còn nhìn cái trường Trần Đại Nghĩa. Thì ở bên trong này có một chiếc xe nó ở trong nó lao ra. À. Rồi con đường này đường Hai Bà Trưng, cái dốc này nè là cái dốc sương mù. Từ dưới bến Bạch Đằng á, tự nhận đạo mà lên tới đây á là nó một cái dốc luôn bà con. Hồi đó mà năm tám mấy ba mẹ còn đi xe đạp á. Trời ơi xin thưa bà con cô bác, đi lên đường này hả là đạp mệt lắm, phải lên dốc mà. À, đường này đường Nguyễn Du nè, bên trái là Bưu điện Sài Gòn. Cái cây anten cũ xưa là xưa bây giờ vẫn còn nè, bà con quá ha. Bên đây là đường sách Nguyễn Văn Bình. Hồi xưa con đường đó là đường Nguyễn Hậu. Ở cái khu đó là cái khu mà bán điện thoại đầu tiên đó bà con. Ba mẹ còn nhớ khoảng năm 94, 95, 96. Bán mấy cái máy mà nhắn tin con Linh đó. Thập niên 90 đó là nơi đó bán không á. Muốn mua cái là phải đi lên đó mua. Trên con đường Nguyễn Hậu á. Xe buýt hai tầng kìa, mấy người Tây á, chỉ có Tây thôi. Khách Tây á, họ mới thích leo lên mua chừng á. Trời trời Sài Gòn này nắng thấy bà nội. Không có vô phòng máy lạnh mà leo lên mua chừng á, phơi nắng.
Mấy cái xe buýt đó, xin thưa bà con, bác, người dân Sài Gòn ít ai đi lắm. Thiệt, ba mày còn nói thật. Hiếm ai mà chạy đi trên mấy chuyến xe buýt đó. Cơm chiên giòn. Ở đây hồi xưa có con hẻm nè. Trời ơi, giờ đây nhà bán, nhà cho thuê nè, đập hết rồi nè. Nhưng mà bây giờ nó xây lại cũng đẹp. Đây là hồ con rùa. À, bà con các bác ha. Bây giờ là ít rồi nha. Bây giờ là ba mẹ con thấy ít rồi. Bên đây là viện đại học Sài Gòn nè. Chắc có lẽ là chụp nhiều quá, giờ hết chỗ chụp rồi. Ba mẹ con thấy giờ các bạn trẻ mặc áo dài kỳ quá bà con. Ba mấy con nói thật luôn á. Bà con bác xem kìa, hai cái cô đó kìa. Mặc cái áo dài nó suông từ trên xuống dưới luôn vậy đó. À, nó mặc cái model giờ nó mặc rộng thùng thình vậy đó. Sao nhiều người thấy đẹp, sao ba mấy con thấy không đẹp tí nào đó. Áo dài người ta phải nhấn bên, nhấn đồ ra để cho nó có ba dòng, dòng 1, dòng 2, dòng 3. Áo dài gì mà mặc xuông ruột từ trên xuống dưới phẳng lì. Cái gu thời trang giờ nó khó hiểu quá. À, bên đây nhà văn hóa anh Niên nè. À, mai kìa, mai vàng. Năm nào cũng vậy. Năm nào cũng vậy. Nhanh mái vàng bên cạnh đào phứ. Đây, cái gì đây? À, có nha. Ôi trời ơi, bên đây nữa nè. Hộp kìa bà con. Hộp để trang trí. Ôi trời ơi, hôm nay chơi mấy cái lò gốm luôn. Wow, nhà văn hóa Niên hôm nay chắc đẹp rồi nha. Năm nay có nhiều chỗ chụp hình quá. Để ba mẹ con về, ba mẹ con sắm cái máy mới được. Mua cái máy chụp hình luôn. Năm nay dẫn vợ con đi chơi, đi chụp hình.
Rồi, công nhận bày hàng ra giống như bán bán khu chợ trời ghê vậy. Người dân bây giờ đặt hàng qua mạng nhiều lắm chứ mà có. Giống như ba Michael nè, bây giờ ba Michael mua hàng qua mạng không á. Mấy đồ sữa, đồ nhà gì là khỏi cần phải chạy ra ngoài mua nữa, giao tận nơi luôn. Rồi bên tay trái là công viên Chi Lăng nè. Chúng ta đang đi trên đường Đồng Khởi. Ngay chỗ bồn cây bông giấy mà con. Nơi đó đó. Hồi đó là nó là một cái nơi mà để cho buổi trình diễn mà mấy cái quân nhạc các bà con, hay là những cái buổi trình diễn mà trống gì đó. Rồi bên tay phải là cà phê chùa nè. Ở đây là có cái chung cư nè, ngay góc đường này nè. Đó, cà phê chùa nè, hãng dược La Thành nè. Bên đây Continental nè. Rồi nhà sách Xuân Thu nè. Tiếp nữa là tiệm bánh Givan nè. Bên kia lễ trao giải cây mai vàng. Ủa trao chưa? Hình như trao rồi. Giờ ta dọn dẹp. Vậy là lễ mai vàng trao rồi. À, đây là những người Mã Lai nè bà con. Ui trời, bên kia Samsung họ đang làm cái gì tổ chức rồi kìa bà con. Wow, à buổi ra mắt Galaxy S24. Ghê, không biết có chưa ta. Wow, Samsung chơi lớn nha. Để mình chạy qua coi coi. Thôi nguyên một khu của thư sách tắt luôn. Đó, ba mẹ con đang chờ để ba mẹ con mua cho vợ ba mẹ con cái S24 này nè. Ừ, ra mắt chưa ta? Trời lớn, trời lớn. Nguyên khu luôn. Chưa, đang chuẩn bị đó. Có cái là ba mày còn đặt liền luôn. Nghe nói giá năm nay nó mắc hơn $100 á so với con S23. Con đường này đường Hồ Tùng Mậu nè, hồi xưa là Võ Duy Nguy. Bên đây phải là cửa hàng Viễn Đông nè, có nhà hàng Hào Quê nè.
Phim Đài Ly. Ủa phim Đài Ly bữa nó mở rồi, giờ nó dẹp xong nó mở, rồi giờ nó mở lại. Đường này đường Lê Lợi. Bên kia hồi xưa là có cái rạp Vĩnh Lợi đó bà con. Có nhà hàng Thanh Bạch nè, vũ trường Olympic. Olympia hả? Ờ, Olympia. Đường này đường Phan Bội Châu. À, ui, chợ Bến Thành lên được cây mai rồi. Rút kinh nghiệm, ba mẹ cô phải vô từ đường này. Thì mình mới vô được cái khu vực này. Giờ mời bà con của bác chở bà con của bác đi dạo nè. Giờ xe xích lô á, xin thưa bà con của bác ấy, họ đem vô đây họ kinh doanh luôn. Ba mẹ gồm ở đây mà thấy được chiếc xích lô là cũng mừng chú chiếc xích lô luôn. Để đem bà chụp. Đó bà con bác thấy không, chợ Bến Thành mai vàng rực rỡ. Đẹp á. Bây giờ có thêm một cái nữa ha, nắng quá giờ là chuyển qua khăn khăn gì ta, đổi khăn gì đó. Trời ơi, hoa hoa không. Trời ơi, nắng quá, nắng quá. Đó, đúng rồi đó. Thấy không, là kiểu mà kêu đúng rồi đó. Thôi kìa. Chú kia thì không có chụp hình, chú ra chú quay phim. Quay phim để đăng YouTube hả? Thấy chú đó lớn tuổi. Ba mẹ còn nghi chắc hai đứa con của ba mẹ còn chắc nó không chịu đi chụp hình kiểu này quá. Chắc chỉ có hai vợ chồng quá. Nắng quá. Nắng kiểu này chụp sao nổi trời. Ba mẹ còn thấy kiểu này giống như đi hành xác á chứ. Nhưng mà đường cái nha bà con, thời tiết Sài Gòn bây giờ đã lắm đó bà con. Bác thấy ông ba mẹ cậu đi mà ba mẹ cậu đâu có than nóng đâu bà con. Nó nắng thì nó nắng dữ lắm nhưng mà bà con của bác không có cảm giác nó ra mồ hôi đó, nó ngộ lắm đó. Nắng mà nó không có mồ hôi thành thử ra mình không có bức rất khó chịu. Trời ơi, bà con bác thấy không, chạy xe ôm đó và bắn tiếng Anh thấy không, với người nước ngoài luôn. Dân Sài Gòn bây giờ là hai ngôn ngữ rồi nha bà con. Sắp tới đây mà con nít là không phải là giỏi tiếng Anh là ngon đâu. Hồi xưa ai con bé nào mà nhỏ nhỏ mà nói được tiếng Anh cái là gia đình đều cho nó là giỏi á. Nhưng mà xin thưa bà con, mất đến thời của hai đứa con của ba mẹ cô nó phải là hai ngôn ngữ, ba ngôn ngữ luôn. Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ là một nè, thêm tiếng Anh là hai phải không? Phải thêm một ngôn ngữ thứ ba nữa. Nha. Chứ còn mà nói mà biết tiếng Anh không là chưa chắc đâu nha.
giờ đứa nào cũng biết tiếng Anh hết rồi thì cái tiếng Anh nó không còn là cái vấn đề lợi thế nữa. Hồi đó hả, ba mày còn nhớ có một thời gian á, người dân Việt Nam á coi tiếng Anh là coi như là một cái chìa khóa để phát triển sự nghiệp ấy bà con. Cứ cha mẹ nào nói con cái mà biết tiếng Anh là nó kiếm được công việc tốt. Thời nay là hết rồi. Khi mà ai ai cũng biết nói tiếng Anh hết thì tiếng Anh là coi như là bình thường. Thôi ba Michael xin chào, tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.